quay trở lại với game tập kích thì hôm nay rất là cảm ơn bạn có cái tên nick Facebook là Hứa Đức Mạnh đã cho mình mượn cái tài khoản có cái khẩu AUG Mark này để mình review về cái khẩu súng mà được rất nhiều người quan tâm và cũng là một trong những khẩu súng tâm điểm của Hot một thời. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với khẩu súng AUG Mark ở trong map đầu tiên đó chính là map Bến Cảng. Vâng. Cho Slipper. Rồi tuyệt vời. Rồi như vậy là đã có một thanh niên sới. Thanh niên xâm lên. Vâng, như vậy là QCBK05 trên tay pin virus đã pin được cái mạng thằng khờ. Vâng, như vậy là thanh niên phiến quân tên khờ rất là khờ. Khi mà anh ta đã khờ, đã quá là khờ khi mà xông lên trong cái tình huống như vậy. Mất máu. Vâng, như vậy là thanh niên cu béo thủ rất chắc, nhưng mà rất tiếc là do thân hình quá béo của anh ta cho nên là anh ta đã bị mình giật trúng. Rồi nào nhảy lên. Rồi như vậy là không qua tình huống nằm xuống sóng pha đục. Rồi như vậy là hai kill dành cho Army. Một headshot nữa dành cho thanh niên cu béo. Vâng, anh quá nhỏ. Nào nhảy đi nào. Ăn lục. Vâng, như vậy là một pha Anaconda thành công đến từ Donut C dành cho ND Tôm. Vâng, quá nhỏ trên đời đây tôm trong cái pha đó. Phải nói là mỗi lần mình rút Anaconda ra thì mình cảm thấy rất là đùa chết. Rồi thanh niên rồi. Như vậy là các bạn vừa nhìn thấy một thanh niên béo đã phi thẳng xuống để tự sát bằng việc sử dụng sức nặng của mình. ui rồi vâng, như vậy. Ui rồi, cố gắng nhưng mà rất tiếc là mình đã không làm được combo 2 kim trong cái tình huống đó. Rồi quả bom đáp ra nhưng mà lại là mình mất máu do tình huống nhảy quá cao. Vâng, thanh niên cu béo đâu, thanh niên thằng khờ đâu. Vâng, ai xả Gucci đã kill được Ami rồi. Mình đang xả đạn điên cuồng trong mù loà. Vâng, không nhìn thấy gì luôn. Và đấy mà cụ rùa hiển linh thì chắc có lẽ là thanh niên kia nằm xuống rồi. Nằm xuống. Vâng, như vậy là rất nhanh thôi. Chỉ một chút nữa thôi, chậm một chút nữa thôi là thanh niên bên liên minh kia đã cai ép được cái mạng đấy của mình. Rồi rất tiếc là mình bắn sát thương cái khẩu AUG này khá là cao các bạn ạ. Úi trời ơi, con hàng béo bở. Vâng, như vậy là con hàng béo bở có tên Army. Úi trời, đùa. Úi trời, úi trời. Vâng, như vậy là không ăn được cái mạng của cu béo. Mà là thanh niên bên liên minh có tên là Gucci đã sử dụng AK Evin kim được cái mạng của cô béo. Rồi như vậy là thanh niên kia không ăn quả bom của mình. Còn quả bom đã quá là điệu nghệ nhưng rất tiếc là anh ta lé được rất là thành công. Vâng, như vậy là một pha tỉa rất là tuyệt vời của khẩu AUG này dành cho thanh niên bên phiến quân có tên là cô béo. Vâng, trong cái trận đấu hôm nay phải nói là anh quá nhỏ. Hết tự sát rồi đến được bắn tỉa các kiểu con đà điểu luôn. Rồi như vậy là pin virus đã cầm 3 vết Evin pin đúng mạng Phong Ca. Tình huống mà có lẽ là nếu mà anh ta không ăn được cái mạng đó thì chắc chắn holy shit. Vâng, pin virus đã tap một kim với khẩu 3 vết Evin của mình. Vâng, đồng thời là phải hát sốt đánh cho Army. Nào, vâng, pin lại kiếm được một cái huy chương đồng nữa cho bạn Hứa Đức Mạnh. Phải nói là cái khẩu AUG này nó đến bây giờ nó vẫn cứ là hot các bạn ạ. Và sức mạnh của nó thì mình có thể nói với các bạn không kém khác. Tuy nhiên có một điều nữa đó chính là khẩu AUG này thì mình khuyên các bạn là không nên bắn thật kiểu bắn rũi ấy, bắn play đạn ấy thì nó sẽ giảm khả năng chính xác của súng đi rất là nhiều. Và cái khẩu AUG này có lẽ là bắn mũi thì nó chỉ có lợi khi mà các bạn cận chiến thôi. Với đối phương thì khẩu súng này quả là cái sản xuất của nó mang lại cho bạn nó như một con quái vật hút máu vậy. Khi mà ở gần thì có lẽ là chả gần như là không có khẩu súng nào có thể đỡ. Holy shit, what the fuck. Rồi một tình huống mình chạy lùi và bị thấm hút rất là nhiều máu. Rồi, tuyệt vời. Như vậy là rồi, như vậy là một mình chống đại quân. Vâng, quá là nguy hiểm trong tình huống này, trong
khi mà mình chỉ còn có là 13cc. Nào không có ai. Không có ai. Đây rồi. Đây rồi. Mình uống tỏa khói. Vâng, rất là tiếc. Rồi, quân địch chết không, quân ta chết hết. Vâng, 4 mạng, 5 mạng rồi. Vâng, có vẻ như là thanh niên đắc kia là thanh niên cầm đốt 9. Rồi, hôm nay phải nói là rất là nhiều đốt và đắc các bạn ạ. Toàn là level 9 rồi, cho việc mình sử dụng một cái tài khoản với cái khẩu AUG. Kèm theo đó là cái lượng giáp rất là nhỏ như này, rất dễ là ăn hành. Úi trời ơi, vâng như vậy một màn lao thẳng vào lòng súng đến từ Kenso. Tiếp theo là Zack, anh ta đang cầm sniper trong cái tình huống vừa rồi. Và anh ta cũng đã phải nằm xuống trong cái pha đối mặt với khẩu AUG Mark này. Vâng, đó là các bạn có thể thấy được cái xạ tốc của khẩu súng AUG này khi mà trong những cái cuộc va chạm cận chiến nó đem lại cái uy lực như thế nào rồi đấy. Vâng, Kenso, anh ta đang cầm khẩu đắc. Vâng, chắc chắn là đắc chín rồi. Ô, treo máy này. Vâng, có ngay 3 kim tuyệt vời. Như vậy là tỷ số cách biệt giữa Liên Minh và Phiên Quân đang được thu hẹp dần. Ôi trời ơi, vâng như vậy là một cái số nữa dành cho thanh niên Kenso. Rốt rối đã sử dụng quy CB kéo kim được một mạng của bên Phiên Quân. Ôi ra đây, ra đây, ra đây. Ơ, đùa. Ôi chật, trong tình huống đấy mình quên mất là mình vừa giết được thanh niên Kenso và đã có tình huống máy quay cho biết là mình đứng ở vị trí đó. Rồi một tình huống quá ngáo ngơ. Rồi có tình huống mất máu ở khu vực nách. Mình sẽ di chuyển đến khu vực nách. Bin virus đang skin được mạng của Rod. Kenso đang skin được mạng của bữa trái. Rồi di chuyển ở khu vực này khá là thốn các bạn ạ. Ái chà, chết. Vâng, như vậy là một cái headshot nữa dành cho thanh niên Rốt bên Liên Minh. Vâng, cách biệt bây giờ chỉ còn là 3 mạng nữa thôi. Ô, treo máy à. Vâng, hình như là Mr. Un là thanh niên treo máy ở bên Liên Minh. Vâng, bên Liên Minh họ chỉ còn 3 người. Họ đang thi đấu với đội hình 3 người. Vâng, ôi trời ơi, vâng, như vậy là các bạn có thể thấy ấy, vô tình lướt qua nhau cái là 22cc luôn. Ôi trời ơi, thanh niên. Thôi mình chui đây đi. Đây rồi, chết. Vâng, như vậy là với 22cc mình đã kịp thời kill mạng của Rốt. Và Socket là người đã cover thành công và dứt điểm mình trong cái tình huống móc lốp thanh niên Rốt bên Liên Minh. Kenso đã kill mạng của Virus, Socket kill mạng của bữa chạy. Vâng, liên tiếp là những mạng đến từ bên Liên Minh. Rồi một pha headshot dành Kenso, tiếp theo là một pha đục dành cho Rốt. Rồi, tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời không mặt trời. Sao cứ mỗi lần mà mình định ăn cái thanh niên nào AK thì y rằng là mình bị ăn headshot lại nhỉ. Như đùa vậy. Rồi, ôi giời, bin virus. Ôi giời, lại là bin virus. Ở trên bảng thành tích, vâng, anh ta đã có 2 cái mạng headshot dành cho mình với cái khẩu QCW05. Thanh niên vừa chạy về nhà rồi. Bây giờ chạy ra đi. Chạy ra đi. Đùa. Rồi như vậy là một pha xử lý hết sức là dườm già của mình. Và đã kill được mạng của... Ôi trời, vâng, lại là một pha headshot nữa dành cho Kenso. Tuyệt vời. Vâng, anh ta lao thẳng vào lòng súng. Như vậy là sắp chết lại dứt điểm mình trong tình huống quen thuộc. Mình đang móc lốp rất là đẹp thì sắc két lại xuất hiện. Vâng, anh chàng sắc két này phải nói là anh ta khá là tinh. Phải nói là cái khẩu súng này khi mà các bạn bắn áp sát với AUG thì rất dễ là chết một tử không. Phải nói là cấu máu, cái độ cấu máu của khẩu AUG này phải nói là quá ba đạo. Vâng, như vậy là các bạn vừa được nhìn thấy mình thực hiện một pha bắn rỉa từng viên đối với thành viên bên Liên Minh. Rồi như vậy là bin virus lại có 2 combo cho mình với cái khẩu QCVK05. Dường như QCVK05 đang là khẩu súng rất là hot sau những video clip mà rất nhiều bro khen ngợi về cái khẩu súng này và ví nó như một khẩu M38 G
gì đó. Vâng. Đâu rồi? Ô, thanh niên. À, Mr. Un, thanh niên AK đã bị kích rồi. Úi trời ơi, vâng ạ, cam. Ô, nhìn như vẫn còn. Rồi, như vậy là mình biết ngay mà. Thanh niên sắp chết. Vâng, phải nói không? Cái thanh niên này như kiểu nỗi ám ảnh của Tuấn AC vậy. Anh ta xuất hiện rất là đúng lúc, mà anh ta biến mất mà không để lại bất cứ một dấu vết gì, thậm chí là tiếng chân. Rồi, Kenso. Kenso có một mạng headshot, nhưng ngay sau đó là anh ta cũng đã nằm xuống rồi. Hắt nờ cáo với khẩu đốt của mình, hình như là đốt sáng. Vâng, chuẩn xác, đó là khẩu đốt sáng rồi. Đốt sáng 1, vâng, hắt nờ cáo. Rồi, trong cái rank ma mới mà lại sao lại toàn là những bro cầm đốt với đắp này, thì mình biết phải kiếm huy chương làm sao đây. Ui dồi, ui dồi, lại là một mạng dành cho hắt nờ cáo. Vâng, anh ta cài ép quá là nhiều mạng đến từ mình rồi. Đúng là người làm ấy hưởng mà. Rồi, như vậy là đã có 2 kim dành Kenso. Nào, úi giời, chạy nhanh đi. Nào, để ra đây. Rồi, bữa trái là một thành viên bên phiến quân, và anh ta đã thoát trong những tình huống vừa rồi. Oh, holy shit. Sắp chết đã có 2 combo cho mình. Tuyệt vời. Như vậy là lại chết ở dưới tay của thanh niên có tên rất là... ngộ nghĩnh. Vâng, như vậy là một tình huống mà có lẽ là anh ta đã cảm thấy quá mận khi mà khi mình nhiều mạng đến như vậy, và đã đứng bực mặt ra để cho mình ăn hàng. Vâng, ôi giời ơi. Vâng, như vậy là pha các bạn có thể thấy là một tình huống mình nhảy sang tô rất là đẹp, quay 2 vòng rồi mới nằm xuống. Vâng, như vậy là pin virus trên tay khẩu QZ05 đã kết thúc cái mạng thứ 40 bên phiến quân, và trận đấu thứ hai trên tay khẩu AUG Mark này đã kết thúc. Và các bạn có thể thấy được cái uy lực của khẩu súng này. Với mình thì khẩu súng này tầm xa thì các bạn nên bắn theo kiểu bắn nhấp từng viên một, còn bắn gần thì thôi đuổi đi, đuổi play đạn kẹt gan, bởi vì khẩu súng này play thì tầm gần nó là một con quái vật rồi. Và các bạn thấy sao về cái khẩu súng AUG này? Khi mà nâng cấp lên vũ khí cuối có cái tên là Tundraping gì đó. Thì mời các bạn xem video, nhớ like, share, subscribe để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nhé. Bye. Terminator này thì mình cảm thấy là nó có tạo cho mình một cái cảm hứng bắn rất là cao. Nó không giống như Rabbit Gun hay là một số những khẩu Wow 2000 xạ tốc của súng quá cao, dẫn đến việc các gamer của chúng ta cầm súng nó không có cảm nhận được đấy là một khẩu đấy là mình đang cầm khẩu sniper, mà nó tạo lên cho các bạn cầm như cầm kiểu súng trường ấy. Ui trời, vâng như rồi. Như vậy là một tình huống mình tin được cái thanh niên hổ báo tanker đi lên gần mặt, nhưng mà rất tiếc là bị sniper cover rất là nhanh. Thế là tình huống đấy sau khi ăn mạng là mình ngỏm luôn. Làm gì đây bạn ơi? Vâng, như vậy là có một mạng báo thù. Thanh niên cầm sniper đúng không nhỉ? Cầm khẩu súng M200. Vâng, rất là đáng tiếc. Tuyệt vời mặt trời luôn. Rồi rồi, mình đã nhìn thấy rồi. Nào, xuất hiện đi. Nhảy. Nhảy cái gì vậy? Nhảy cái gì vậy? Vâng, úi dồi, có bom. Rồi. Ui trời, vâng, như vậy là 2 kim. Tuyệt vời. Trong cái pha mình di chuyển vào trong khu vực ngách thì thanh niên bên phiến quân có tên là Giang BD. Vâng, anh di chuyển rất là... Ui trời, vâng, như vậy là tí nữa thì thanh niên kia lên bảng điểm số nhá. May, quá là may luôn. Nào, 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 vẫn loay ngoay ở khu vực này là sao? Holy shit. Rồi, tỷ số là 4-1. Rất chênh lệch các bạn. Nào, rồi, như vậy là chưa kịp làm gì, đồng đội đã hốt hết mạng rồi. Có thể thấy là cái khẩu súng này nó có một cái uy lực rất là cao. Cũng dễ hiểu thôi, bởi nó là một khẩu súng sniper mà. Chứ khả năng khi nâng cấp lên mắt ấy thì nó sẽ là one hit one kill. Vâng, như vậy là 3 kill, một phát bắn vào đùi. Nếu mà mình không nhầm ở trong cái tình huống đó là một phát bắn vào đùi của đối phương. Vâng, rắn hổ.